Hello các bạn, hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách mà làm sao để cho các bạn có thể nhận biết được khi nào sắp có bóng 4 và bóng 5, khi nào các bạn cần câu gâu trắng và khi nào các bạn cần câu heo hồng. Thì bây giờ đầu tiên là mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách mà các bạn có thể nhận biết được khi nào sắp có bóng 4 hoặc là bóng 5 nha các bạn. Bây giờ các bạn để ý giùm mình đang lọc bóng đấy. Các bạn để ý giùm mình khi mà bóng cá nó xuất hiện rất là chậm luôn, và nó xuất hiện theo cái kiểu mà phực ra đó các bạn. Cái bóng nó phực ra nha, chứ không phải là nó nổi lên nhẹ nhàng nha các bạn. Đó, các bạn chú ý, các bạn sẽ thấy kỹ nha. Cái cách này á cũng khó nhận biết lắm các bạn, phải là một người chơi lâu thì mới nhận biết được, giống như là cái trực giác luôn các bạn, biến thành một cái trực giác. Khi bóng nó xuất hiện là người chơi cảm giác được là sắp có bóng 4 hoặc là bóng 5 xuất hiện. Và các bạn phải lưu ý rằng là chỉ có bóng 2 hoặc là bóng 3 nó phực ra thôi nha các bạn. Còn nếu mà cái bóng 1 mà nó xuất hiện nhiều quá là nó sẽ không xuất hiện được bóng 4 và bóng 5. Cái cách này á thì các bạn có thể nhận biết được là sắp có bóng 4 hoặc là bóng 5. Ví dụ như cái ngày này hoặc cái đêm này nó không ra, thì cái đêm thứ hai hoặc là cái đêm thứ ba hoặc là cái ngày thứ hai hoặc là cái ngày thứ ba nó sẽ xuất hiện nha các bạn. Ví dụ như nó có thể xuất hiện bóng 4 hoặc là bóng 5 nha, chứ không phải chắc là bóng 5 đâu các bạn. Đây nè các bạn ơi, đó các bạn thấy không, nó xuất hiện theo cái kiểu mà sắp ra bóng 5 và bây giờ nó đã ra bóng 5 rồi đó các bạn. Đây, rồi nhấp thành công nè, lên nè. Cái góc này là thằng trước mình lên gâu trắng vương miện nha các bạn. Đấy, rồi tiếp tục lên một con gâu trắng nữa nè các bạn ơi. Cái góc này nó khá là nhiều gâu trắng luôn các bạn. Nó vẫn còn rất là nhiều gâu trắng nha. Mình từng làm nhiều cái video chia sẻ cho các bạn tại cái góc câu này. Đó, các bạn chú ý giùm mình nha. Mình sẽ test nhiều lần để cho các bạn dễ hiểu hơn nha các bạn. Ok, giờ qua một cái ngày tiếp theo nữa nha các bạn. Thì cái cách này á, cái cách nhận biết này đó các bạn, thì đối với một số người chơi cũ thì mình nói có thể là các bạn ấy sẽ hiểu, nhưng mà có nhiều bạn chơi mới ấy thì các bạn vẫn chưa có kinh nghiệm đâu. Mình nói có thể là các bạn sẽ khó hiểu, nên là các bạn chỉ cần lưu ý giùm mình khi nào mà bóng nó xuất hiện chậm và nó chỉ hiện ra bóng 2 và bóng 3 khá là nhiều, thì dấu hiệu đó là sắp có bóng 4 hoặc là bóng 5. Còn khi nào mà các bạn thấy bóng 1 nhiều, hoặc là bóng 1, bóng 2, bóng 3, bóng nào nó cũng lên và nó lên rất là nhanh, thì lúc đó là nó sẽ không có dấu hiệu là sắp ra bóng 4 hoặc là bóng 5 nha các bạn. Đây nè, các bạn thấy không, như cái ngày này là hồi nãy giờ mình thấy bóng nó hiện ra rất là nhanh luôn, khá là nhanh luôn các bạn, rất là đều luôn. Các bạn nếu mà các bạn có thể để cái đồng hồ hoặc là các bạn có thể cảm giác được, mình nghĩ cái này là các bạn có thể cảm giác được. Đấy, bóng 1 nó lại xuất hiện, nó xuất hiện cả bóng 2, 3 và bóng 1 luôn. Nhiều bạn câu mini á thì các bạn cần bóng 1, nhưng ở đây thì mình đang nói về cái cách mà kiếm bóng 4 hoặc là bóng 5 thôi nha. Nên là bóng 1 mà nó hiện ra như thế đó bạn, nó hiện rất là nhanh đó các bạn thấy không, bóng nó xuất hiện rất là đều luôn nha, rất là đều luôn, nó nổi lên liên tục. Rồi đây nè, bóng 5 đã xuất hiện bên đây rồi. Rồi luôn, bạn Khải đã lên một con gâu trắng. Đấy, thì khi mà các bạn thấy bóng nó xuất hiện như thế này và các bạn câu thử khoảng 3 ngày ở Hải Đăng nha các bạn. 3 ngày này có nghĩa là 3 ngày trên game nhé. Là các bạn câu thử 3 ngày, nếu mà nó không ra bóng 4 hoặc là bóng 5, hoặc là các bạn thấy rằng là bóng nó xuất hiện rất là đều, rất là nhanh luôn, nó không có dấu hiệu nào sắp ra bóng 4 và bóng 5, thì các bạn hãy đổi ngay vào siêu thị nha. Cái ngày thứ tư các bạn hãy vào siêu thị nha các bạn. Thì các bạn có thể vào Mon hoặc là Ligen các bạn câu cá không hồng. Thì khi mà mình câu qua 4 ngày ở ngoài Hải Đăng đó các bạn, mình thấy rằng là nó không hề xuất hiện bóng 4 hoặc là bóng 5, và nó cũng không có dấu hiệu xuất hiện bóng 4 hoặc là bóng 5, thì mình đổi ngay vào siêu thị nha các bạn. Lần này mình sẽ vào Ligen. Thì ở Ligen này nè các bạn cũng khó nhận biết được bóng nó xuất hiện lắm. Tại vì hai bóng chủ đạo ở đây là bóng 1 và bóng 3 mà các bạn. Bóng 1 ở đây là nó gồm có cá tế, cá ngọt nè, rồi bóng 3 là cá chép nè. Còn bóng 2 thì lâu lâu nó mới xuất hiện một lần, bóng 2 là cá chép vàng đó các bạn, hoặc là ba cái con mà con gấu bông đó, với lại là xương cá rồi đó các bạn, đó là bóng 2 nha. Thì để mà câu cá heo hồng này thì mình có mấy cái kinh nghiệm mình chia sẻ lại cho các bạn. Đó là khi mà mình câu ngoài Hải Đăng đó các bạn, 3-4 ngày mà mình thấy không có dấu hiệu ra bóng hoặc là nó không ra bóng 4 hoặc là bóng 5 là mình sẽ đổi ngay vào siêu thị. Thì mình đổi vào siêu thị á, là đâu đó là khoảng 3-4 ngày trên game là mình sẽ câu được cá heo hồng. Hoặc là các bạn có thể để ý rằng các bạn câu á mà các bạn thấy rằng là dấu hiệu bóng á, nó cũng dạng mà nó xuất hiện theo kiểu chậm chậm đó các bạn, và nó phực ra thì nó cũng sắp ra được bóng 4 hoặc là bóng 5 đấy. Thì các bạn có thể để ý, ví dụ như các bạn câu ở cái góc câu đó mà các bạn thấy rằng nó có dấu hiệu đó thì các bạn cứ tập trung vào cái góc câu đó. Còn nếu mà các bạn thấy rằng nó không có dấu hiệu xuất hiện bóng 4 và bóng 5 thì các bạn hãy đổi sang một cái góc câu khác,
hoặc là các bạn có thể đổi sang bên mon thì các bạn có thể đổi sang một cái vị trí khác nha bạn. Các bạn cứ việc câu thử, nếu mà các bạn thấy rằng góc câu đó nó có dấu hiệu là sắp xuất hiện bóng thì cái ngày tiếp theo nữa các bạn cứ vào cái vị trí đó các bạn câu. Đây là cái kinh nghiệm của mình, thật sự mình câu cá heo hồng đó, thì ngoài câu cá sấu ra mình còn có nhiều cái mẹo lắm, và mình cũng muốn chia sẻ để cho các bạn câu được những cái con cá này. Tại vì mình thấy rằng á, dạo gần đây các bạn, bóng năm thật sự nó xuất hiện rất là ít luôn, và rất là nhiều bạn đã nản không câu được bóng năm và đã bỏ game. Đây là một cái điều đáng buồn luôn các bạn, thật sự các bạn bỏ game thì cũng không còn nhiều người chơi và sẽ không có nhiều người xem video của mình nữa, mình cũng rất là buồn luôn. Nên là mình cố gắng tìm mọi cách để cho các bạn, đây nè các bạn ơi, đó bóng năm ra xuất hiện rồi nha, đó đã xuất hiện rồi đó các bạn. Nên mình muốn tìm mọi cách để cho bạn câu được những cái con cá này. Rồi một nhấp luôn nè, lên nè, lên nè các bạn ơi, lên nào em ơi. Rồi một con heo hồng luôn đó, các bạn thấy ghê chưa. Đây là cái cách mà mình săn heo hồng và râu trắng nha bạn. Nên nhiều bạn vào nhà mình đấy, các bạn thấy heo hồng và râu trắng ở nhà mình nó rất là nhiều luôn, tại vì mình có nhiều cái mèo để mà mình câu những cái con cá này. Khi mà các bạn đã câu được cá heo hồng rồi thì trong cái ngày đó các bạn hãy tập trung vào cá heo hồng luôn nha. Các bạn đừng có đổi sang hải đăng nữa nha các bạn, các bạn đừng có đi đâu nữa nha. Tại vì khi mà một người nào đó mà đã câu được cá heo hồng rồi thì cá heo hồng trong cái ngày đó nó có thể xuất hiện cho bạn là khoảng 2 đến 3 bóng cá heo hồng nha. Là các bạn chỉ cần câu từ sáng đến tối là trong cái ngày đó các bạn có thể nhận được 2 đến 3 bóng cá heo hồng. Vì cá heo hồng này được feed cái tỷ lệ lạ lắm các bạn, đã không xuất hiện thì thôi, nhưng mà nếu đã xuất hiện rồi thì trong cái ngày đó các bạn có thể kiếm được 2 đến 3 con nha. Khi câu cá heo hồng thì các bạn nên đứng ở những cái góc câu mà các bạn thấy có nhiều người lên cá heo hồng đó các bạn, thì các bạn hãy đứng ở cái góc câu đó nha, chứ các bạn đừng có vô mà các bạn thích đứng ở đâu thì các bạn đứng. Tại vì nhiều khi như vậy là nó không ra được cá heo hồng đâu. Tại vì có một số điểm nó sẽ xuất hiện cá heo hồng nhiều, có một số điểm nó muôn thở lâu lắm, vài 3 tháng nó mới xuất hiện được một bóng cá heo hồng. Thì các bạn đứng ở đó thì các bạn đứng đến bao giờ nó mới lên được cá heo hồng các bạn. Thì mình có cái góc câu này là mình cũng từng chia sẻ cho rất là nhiều bạn lại đây câu và cũng lên được cá heo hồng. Và mình cũng đứng ở đây, mình lên được 4-5 con cá heo hồng ở đây rồi đó các bạn. Và mình cũng lên một con cá heo hồng vương miện ở đây nha. Nên khi câu cá heo hồng thì các bạn có thể lại đây các bạn đứng câu nha. Còn nếu mà các bạn câu vài ngày trong game, 4-5 ngày trong game rồi mà cái góc câu này nó không lên được cá heo hồng thì các bạn hãy đổi sang một cái góc câu khác mà các bạn thấy rằng người ta có lên cá heo hồng đấy. Và các bạn đổi sang qua ngày hôm sau, các bạn hãy quay lại cái góc câu này nha các bạn. Có nghĩa là nhiều người lại cái góc câu này và đã câu những con cá heo hồng xuất hiện ở đây trong cái ngày đó rồi, thì khi mà các bạn lại câu nó đã không còn nữa rồi và nó đã sẽ hiện lại ở những cái góc câu khác. Đây nè các bạn ơi, đó rất là nhanh luôn các bạn, bóng cá heo hồng phực ra như vậy đấy. Rồi một nhấp lên luôn nè, ôi toàn là một nhấp không, câu gặp một nhấp không lên rồi lên luôn, thấy không đó các bạn thấy không, mình câu heo hồng rất là nhanh luôn. Các bạn cố gắng xem hết video này giùm mình nha, vì ở cuối video mình sẽ chỉ cho các bạn một cái tuyệt chiêu mới nữa. Cái tuyệt chiêu này câu cá heo hồng rất là lợi hại luôn nha các bạn. Các bạn xem video cho mình xin một lượt đăng ký với nhé, để giúp mình lên 50k sub luôn với nha các bạn. Thật sự ước mơ trong đời của mình là đạt được cái nút bạc YouTube đó các bạn. Và hiện tại đã hơn 30k sub rồi, thì mình cũng còn xa lắm mới tiến tới được cái nút bạc. Nhưng mà các bạn có thể giúp mình lên 50k sub nhé, là mình cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Ok, thì bây giờ là mình sẽ chỉ cho các bạn một cái tuyệt chiêu cuối cùng luôn nha các bạn. Khi mà các bạn câu ngoài hải đăng này nè, các bạn thấy rằng nó không có dấu hiệu lên bóng ở nhiều ngày rồi đó, thì các bạn vẫn cứ tiếp tục câu ở đây nha các bạn. Các bạn câu đến cái phút thứ 15 và các bạn thấy rằng nó cứ xuất hiện bóng rất là nhanh, cứ lên bóng 1, bóng 2, bóng 3 rất là nhiều luôn. Thì đây là không thể nào mà nó ra được bóng 4 và bóng 5 đâu. Thì các bạn cứ canh đúng cái khung giờ của cá heo hồng, bước qua phút 15 nha các bạn. Bước qua phút 15 rồi các bạn hãy bắt đầu các bạn ngưng câu. Và các bạn te le đến một cái người bạn của bạn đang ở trong mon nha. Ở trong mon hoặc là lagen cũng được nha bạn. Các bạn phải te le đến cái người bạn đó các bạn. Thì cái cách này mình thấy rằng là người trong tan của mình thường xuyên lên heo hồng kiểu này luôn nha các bạn. Và có một bạn cũng lên được một con cá heo hồng vương miện rất là hài luôn. Te le đi, xong rồi cầm con cá heo hồng vương miện te le về. Đó, cái cách này nó rất là dễ lên heo hồng luôn các bạn. Đây, vừa te le vô siêu thị nè, đấy có bắt đầu có người phát hiện ra mình rồi đó. Rồi đó các bạn thấy không, nó bóng xuất hiện rất là nhanh luôn, cũng giống như trường hợp nhiều người trong tem mình luôn các bạn. Vừa te le đến thả phao đầu tiên là bóng cá heo hồng nó xuất hiện luôn, các bạn thấy không.
Và lần trước là cái người bạn của mình á, là mình không có quay lại video để chia sẻ cho các bạn thấy luôn á, chứ tại vì thường mình câu thì mình mới quay, nhiều người trong team của mình câu thì ít khi nào quay lại lắm. Đấy các bạn thấy không, hiệu quả cực kỳ luôn. Rồi lên nè, thành công lên heo hồng nè các bạn, lên con heo hồng thứ ba luôn nè. Đó, ghê chưa, đó cắt cá rất là nhanh luôn, các bạn thấy chưa. Cái cách này nó cực kỳ hiệu quả luôn nha các bạn. Các bạn nói chung là không phải là làm lần nào nó cũng lên được cá heo hồng đâu nha, không phải, không thể nào mà như vậy được, nên là các bạn phải lâu lâu các bạn làm một lần nha các bạn. Lâu lâu các bạn làm một lần cái cách này là các bạn sẽ thấy được cái hiệu quả của nó là cực kỳ hay luôn. Mình còn một cái mẹo rất là hay luôn các bạn. Cái mẹo này á, là câu bóng năm á, nó thường xuyên lên những cái con cá xịn luôn. Nó chỉ lên được cá tứ hoàng, với lại là nó lên hai cái con cá xịn nhất game, đó chính là con gờ Greenland với lại là con nhắm vôi đó các bạn. Là nó chỉ, nó hay lên những cái con đó lắm nha. Nó ít khi nào mà nó lên nhắm búa, mũi cưa hay là mái chèo hay là con mực lắm các bạn. Những cái con đó là những cái con cá gác và ai cũng rất là sợ nó luôn. Và mình sẽ chia sẻ cho các bạn khi video này đạt được 5.000 like nha các bạn. Thật sự mình mong muốn có một cái video mà trên 5.000 like lắm các bạn. Mấy video mình đăng trước đó hầu như lên được hơn 4.000 like là hết rồi các bạn. Nên mong rằng các bạn xem video của mình thì cho mình xin một like nhé. Hoặc là các bạn có thể chia sẻ giúp mình, chia sẻ hộ mình để cho nhiều người xem được cái video này. Và họ sẽ like cho mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ok, bây giờ thì xin chào và hẹn lại các bạn trong những video tiếp theo.